một câu hát từng làm say sưa, xúc động bao thế hệ thiếu niên nhi đồng, vẫn được các em hát mãi để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ. Vì sao trái đất nặng ân tình, viết mãi tên người Hồ Chí Minh. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Tiến Đạt. Mình tên là Trương Bảo Ngọc. Chúng mình là học sinh lớp 27 trường tiểu học Cảnh Dương. Đến với buổi giới thiệu sách hôm nay, mình xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn cuốn sách Kể Chuyện Bác Hồ do hai tác giả Trần Ngọc Linh và Lương Quang Phú sưu tầm cho được nhà xuất bản Giáo dục Ấn Hành năm 2003. Cuốn sách tập hợp những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh, người là niềm tin, niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam, người vẫn sống mãi trong tim của hàng triệu người dân Việt Nam. Đó cũng là thông điệp mà em muốn gửi tới thông qua cuốn sách Kể Chuyện Bác Hồ. Em biểu cuốn sách đã tạo cho bạn đọc một cảm xúc lớn khi nhìn vào bức ảnh Bác Hồ với các cháu học sinh, Bác với khuôn mặt sáng và nụ cười hiền từ, về xung quanh người là các bạn học sinh đang cười vui rạng rỡ. Một bức ảnh thật giản dị nhưng cũng thật ý nghĩa. Chúng ta hãy cùng lật từng trang sách để lòng ta theo dấu chân người. Mở đầu, các tác giả giới thiệu những bức thư đầu tiên người gửi cho thân phụ khi rời quê hương trên con đường đi tìm chân lý. Với bạn yêu sách, người chính thức tuyên chiến với kẻ thù bằng quả bom chính trị ngay trên đất nước của chúng. Tiếp nối là những câu chuyện kể vô cùng xúc động về tình cảm đặc biệt của người dành cho thiếu niên nhi đồng, như Bác tặng cháu bé một bông hồng, Bác thăm vườn hoa mình việc tốt, Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng, Bác Hồ bóng kem cho cháu bé Nam Tư. Trong câu chuyện, Bác không chỉ là người lãnh đạo tài ba mà còn là người cha, người anh kính yêu. Dù bận rộn nhưng Bác vẫn dành sự quan tâm, yêu thương cho các em thiếu nhi. Đọc bộ sách Kể Chuyện Bác Hồ, chúng ta sẽ càng yêu quý Bác, yêu quê hương đất nước và muốn sống sao cho thật đẹp, thật có ích. Như lời Bác Hồ kêu gọi, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới tài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Hy vọng qua phần giới thiệu này sẽ đem lại cho quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh những điều bổ ích và lý thú, giúp các em có thêm nhiều kiến thức về Bác hơn, luôn luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Ở những lứa tuổi khác nhau, các bạn đều có thể đọc Kể Chuyện Bác Hồ, bộ sách có tại thư viện trường tiểu học Cảnh Dương. Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng đến thư viện tìm đọc nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.